Huyện Ngọc Hồi tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Từ năm 2019 đến nay, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên địa bàn đạt 100% giải quyết kịp thời chế độ chính sách tồn động sau chiến tranh cho hơn 100 đối tượng đúng quy định. Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả các phong trào để nâng đáp nghĩa, cuộc vận động ngày vì người nghèo, hữu gạo tình thương gắn với cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện đúng tổ chức biên chế vững mạnh về chính trị tư tưởng công tác tuyển quân tuyển sinh quân sự chặt chẽ đúng hướng dẫn đạt 100% chỉ tiêu trên giao cùng với đó huyện chủ động đảm bảo ngân sách cho huấn luyện các lực lượng và công tác diễn tập khu vực phòng thủ các cấp với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng Sắp xếp bố trí nguồn quỹ đất để xây dựng công trình dự án Trường bắn theo trường huấn luyện huyện với diện tích gần 250 ha, khảo sát bố trí quỹ đất để xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực căn cứ hậu phương giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.